Hợp tác giữa Mỹ và các nước tiểu vùng sông Mekong chính là nội dung chính tại sự kiện mang tên Diễn đàn Ngoại giao Meridian các nước sông Mekong do Trung tâm Quốc tế Meridian tổ chức tại thủ đô Washington DC hôm 6 tháng 6. Diễn đàn quy tụ nhiều khách mời đến từ Chính phủ Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ, các cơ quan nghiên cứu quốc tế cùng với đại sứ các nước trong khu vực sông Mekong như Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar. Trong phần trình bày của mình, các đại diện phía Hoa Kỳ như trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Brando Silver hay cựu đại sứ Mỹ tại ASEAN Piper Campbell nhấn mạnh về định hướng hợp tác giữa Mỹ và các nước tiểu vùng sông Mekong trong thời gian tới, cũng như chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do rộng mở. Các nước mà chúng ta tập trung nhắc đến trong diễn đàn ngày hôm nay đóng vai trò then chốt trong chiến lược của Hoa Kỳ. Đại diện phía Việt Nam tham dự diễn đàn, đại sứ Hà Kim Ngọc nhấn mạnh về tầm quan trọng chiến lược của khu vực sông Mekong cũng như những lợi ích mà các nước trong khu vực cùng Hoa Kỳ chia sẻ thông qua các hoạt động hợp tác. Tức là họ rất là ủng hộ cái sự phát triển hợp tác Mekong, đặc biệt là thông qua cái sáng kiến Lone Mekong Initiative. Cái này được đưa ra từ chính quyền trước, nhưng mà chính quyền hiện nay họ vẫn tiếp tục thúc đẩy cái này, và sắp tới khi đi vào triển khai chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương thì họ sẽ có những cái kế hoạch hợp tác rất là cụ thể. Kể cả về phát triển hạ tầng cơ sở, năng lượng hay là kinh tế số, thì những cái đó rất là phù hợp với cái yêu cầu phát triển Mekong trong việc kết nối. Sáng kiến hạ nguồn sông Mekong được phía Mỹ đưa ra vào năm 2009 với mục đích tăng cường hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực, bao gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, nhằm giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan đến phát triển, chính sách liên quốc gia. Với dân số khoảng 240 triệu người, tổng thu nhập GDP đang vươn tới 800 tỷ đô la Mỹ, năm quốc gia vùng hạ lưu sông Mekong từ lâu đã trở thành những đối tác quan trọng trong vấn đề an ninh và phát triển. Một trong những yếu tố khiến Hoa Kỳ cần tăng cường hợp tác với các nước tại tiểu vùng sông Mekong đó chính là Trung Quốc. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, kiểm soát khu vực sông Mekong là một phần nằm trong chiến lược cắt lát salami của Bắc Kinh cùng với Biển Đông. Với vị trí là quốc gia thượng nguồn, Trung Quốc có thể gây tác động rất lớn lên kinh tế và an ninh lương thực của các quốc gia vùng hạ lưu sông. Yếu tố này khiến Bắc Kinh có thể dễ dàng áp đảo, kiểm soát các quốc gia trong khu vực, đặc biệt trên bàn đàm phán song phương. Về cơ bản, chúng tôi không có vấn đề gì với việc Trung Quốc tăng cường hợp tác với các quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng những sự kiện gần đây cho thấy Trung Quốc có xu hướng lợi dụng, bắt nạt trong các mối quan hệ song phương. Đây cũng được xem là lý do vì sao Hoa Kỳ luôn khuyến khích các giải pháp lấy ASEAN làm trọng tâm để giải quyết những vấn đề trong khu vực nhạy cảm nhưng đầy tiềm năng này, thay vì những hành động đơn phương riêng rẽ của từng quốc gia.